đang chở. Ui, chở con cọp tỉnh táo luôn. Ui, chỗ sau đây mình sẽ xảy lớn, chở rất là nhiều đồng tỉnh táo. Ui, về đây, con Bino sâu rớt màu hồng đang đi theo những chiếc xe các bạn. Nó đang tìm kiếm xe, ơi nó đi theo rồi. Nó xuất hiện rồi các bạn, nó chặn đầu những xe rồi. Nó tấn công xe màu xanh trước rồi. Ui, nó là giải thoát. Ui, nó kho, nó ăn luôn con hổ rồi các bạn. Nó không phải giải thoát rồi. Ui, nó đem nó xe trội luôn kìa. Wow. Ui, nó tấn công luôn chiếc xe màu hồng luôn. Rất nhiều các con động vật rồi. Xe đó thả được rất là nhiều cái loài động vật và khủng long ra kìa các bạn, một đống luôn kìa, cả tê giác cũng là một sừng này nọ luôn kìa, nhiều thật sự luôn. Hay đi Lophosaurus, ôi cái mô hình nhìn đẹp chưa kìa, nhìn cái cục mang nó phình ra rất là đẹp luôn, mở miệng được luôn kìa, đẹp chưa kìa. Đấy, nó đang thưởng thức bữa ăn của nó kìa. Ui, con này nó khá là nhỏ nha, nó rất là đẹp luôn. Ankylosaurus của khủng long Lego màu xanh các bạn. Wow, có cái lớp vảy trên lưng như bộ giáp rất là đẹp luôn kìa. Wow, gai không trên người luôn. Nhìn bự to lớn chưa kìa. Ở đây chúng ta có bộ chúa Stegosaurus. Ui, nó có gai trên lưng rồi bạn, như cái vảy vảy kiếm rồi, nhìn đã chưa kìa. Mấy nó quật luôn con Dilophô kìa. Nó dùng đuôi nó quýnh con Dilophô kìa các bạn. Triceratops Lego. Ui, con khủng long ba sừng nhìn rất là đẹp luôn. Đó, khá là đẹp. Nó hút luôn con bò kìa bạn. Ui, con bò nó phun cái gì ra kìa. Nó hút bay luôn con bò luôn rồi. Quá mạnh luôn. Therizinosaurus. Ui, mấy cái móng nhìn rất là dài và nhọn luôn kìa, có vẻ cực kỳ sắc bén luôn. Nó đánh nhau với con T-Rex Loki kìa. Nó cắn con T-Rex Loki, nó đập T-Rex Loki. Ừ, nó tán rồi. Ui, có vẻ nó không phải là đối thủ của T-Rex Loki rồi các bạn. Chúng ta có gì đây, nguyên một chú voi khổng lồ. Mô hình đồ chơi voi nhìn nè. Đấy, cái voi nó đang chia chỉa là những cặp ngà rất là đẹp luôn nha. Wow, chú voi chúng ta đây rồi. Ném cát vào mặt rồi, rất là to lớn luôn. Ném kéo vào mình các bạn. Mamenchisaurus với cái cổ rất là dài luôn kìa các bạn. Wow, nhìn bấm cái đuôi giật cái đầu xuống này, hay chưa. Mô hình này cực kỳ vui luôn, nó có tương tác luôn nha, rất là hay luôn. Đây, chú rùa đã bị tấn công hồi nãy đây. Đó, rùa biển khổng lồ to hơn cái bàn tay mình luôn. Wow, đi kìa, mình nó đi kìa, chậm cực kỳ luôn. Có gì đây chúng ta? Đi Lofo sâu rồi, cái hai cái màn phành ra. Wow, mô hình Lego rồi, đẹp chưa? Đó, đó nó khè cái màn ra kìa. Nó khè cái màn ra nhìn nó bự thật sự luôn kìa. Nhìn đã chưa kìa. Ôi, Spino sâu rồi, chúng ta đây với cái đầu màu hồng đây, mô hình Lego màu hồng đây. Nó đây rồi, nhìn khá là đẹp luôn. Nó cắn luôn hút kìa. Ủa, nó cắn không buông hút luôn. Cực mạnh luôn. Indominus Red. Wow, nhìn há miệng được kìa, hay chưa. Lego rất là hay luôn. Wow, nhìn cái họa tiết trên người đó kìa, đẹp chưa kìa. Wow, nó đang ngầm gừ với con T-Rex kìa, bự hơn cả con T-Rex luôn. Chúng ta có một chú, ôi đây là nai các bạn à, mới bộ gạt rất là bự luôn kìa. Nhìn bộ gạt của nó đã chưa kìa, nó to cực kỳ luôn.
Wow, là có ai đây? Một chú lạc đà mô hình. Ui, nhìn thật chưa kìa, nhìn cái màu sắc nó như thật luôn kìa các bạn. Hai cái bú nó kìa. Ôi, cả một vườn lạc đà luôn. Rất là nhiều cái lạc đà khác nhau luôn. Ôi, chúng ta có gì đây? Molophosaurus. Ôi, cái miệng nó giật giật hay là bấm cái đuôi nó tương tác được cái miệng nè. Hay chưa? Ui, nó cắn nhau với đi lục rồi đó các bạn. Một chú tê giác màu xanh rất là đẹp luôn nha. Gì đẹp luôn kìa. Wow, đã chú mô hình rất là đẹp luôn. Ui, chú tê giác rất là to lớn đang đi kìa các bạn. Có vẻ như đang xuống nước để tắm các bạn à. Mùa này nắng nóng phải tắm thôi. Stegosaurus. Ui, mô hình màu cam nhìn rất là nổi luôn. Ui, cái đuôi nó toàn là gai không kìa các bạn. Nó hành gục đi lô phô sau đất. Nó dùng đuôi nó quấn nó đi lô phô sau đất gục luôn. Wow, mạnh quá, mạnh luôn. Chúng ta có một chú hổ mô hình đồ chơi. Wow, cái mặt nó khá là hiền luôn. Nhìn cái mặt nó hiền chưa kìa. Ui, nhìn người nó có vẻ dơ dơ. Có vẻ nó đang tắm bùn rồi các bạn. Nó dơ dơ kìa. Có gì đây? Một chú báo. Wow, nhìn những cái đốm của nó kìa, chấm chấm rất là đẹp luôn nha. Đang ăn kìa các bạn, nhìn đẹp chưa, những cái chấm rất là đẹp luôn. Vô lường bắt đầu với ai đây? Một chú Tyrannosaurus màu xanh dương. Wow, lưu hình Lego các bạn ơi, mở miệng được luôn ha. Đẹp chưa kìa. Wow, quá đã luôn. Đập luôn các bạn. Nhìn nó rất là bự luôn nha. Cắn một chú bạch tuộc các bạn. Nó nhìn nó rung rung mấy người, nhìn thấy chưa? Đó. Rất là đẹp luôn. Ui, nó quật luôn ở đây, nó đi chết bay luôn kìa. Wow, wow. Nó đang bay luôn kìa, ở đây này nó chạy không được luôn, nó không có thể nào bắt được bạch tuộc luôn kìa. Ui, một chú khủng long màu sơn này. Wow, một dòng của Triceratops nha các bạn. Bấm cái nút nó giật cái đầu này lắm này. Đó. Đây là con Tyrannosaurus nha. Wow, rất là đẹp. Ui, đây là Triceratops chúng ta đây. Đây. Ui, nó lật luôn cả Ankylosaurus kìa. Quá mạnh luôn. Chú Bachycephalosaurus. Ui, khủng long này có cái đầu rất là cứng nha. Dùng để hút tới giờ. Ui, Giganosaurus nó đang cắn được con Bachycephalosaurus rồi. Ui, nó chọi bay luôn kìa. Mạnh chưa kìa. Chúng ta con chú Masiaga đang cũng không hết này. Nó mình này. Con này nó có cái nút bấm rất là hay nha. Đấy, thấy không? Bấm cái nút cũng như cái đầu. Đấy, cực kỳ hay ho luôn. Hay chưa? Dino chết. Nó khá là nhỏ luôn. Cũng có cái nút như con Masiaga đấy các bạn. Đấy, bấm vô nó giật cổ xuống hay lắm. Một bầy nơi đưa chết đang lao vào con Bara kìa các bạn. Nó cắn rồi, nó cắn chặt cực kỳ luôn, nó không buông con Bara kìa luôn, gục luôn con Bara luôn. Mạnh quá trời luôn. Velociraptor màu tím. Ui, nhìn đẹp chưa kìa. Quá đẹp luôn. Một con nó chạy các bạn, chạy nhanh chưa kìa. Ui, nhìn nó chạy cực kỳ nhanh luôn. Thì chúng ta có một chú gấu trúc này các bạn. Nhìn cái màu gấu trúc nhìn đẹp chưa kìa, chị thương chưa? Đó, khá là bự luôn. Đấy, nhìn gấu trúc rất là dễ thương luôn. Ủa, nó ở trong chuồng mấy con đà điểu rồi. Ủa, có cả con trâu. Ủa, con này nó ở trong chuồng tùm lum con luôn kìa các bạn. Brachiosaurus, khủng long cổ dài mô hình đồ chơi trời, cực kỳ đẹp luôn. Khá là to lớn luôn. Nhìn cái cổ nó dài chưa kìa. Wow, cổ rất là dài luôn. Ui, nó đá con hà mã bay luôn rồi. Ui, con hà mã nào nằm dưới chân nó rồi, đá được con hà mã chơi. Một chú Parasaurolophus mô hình Lego. Mô hình này khá là đẹp luôn. Ui, có cái đầu như cái màu gà nhìn rất là lạ luôn kìa trời. Ui, nó dùng đuôi nó quật kìa. Nó hút này, nó hút con ba chì rồi, bay luôn rồi. Đấy, ôi, nó đánh không trúng luôn.
là đẹp luôn nha. Chúng ta có gì nữa đây? Một con bò cạp khổng lồ luôn với cái màu đỏ rất là đẹp luôn. Nhìn nó bự chưa kìa, cặp càng của nó các bạn. Ui, một bầy bò cạp nó đang đánh với một con Tyrannosaurus Superman kìa. Ấy, một chú tinh tinh đang đổ ngực kìa các bạn. Màu đen vậy nhìn thấy mỏ nó vô chua kìa. Nhìn thấy ghét chưa? Wow. Nhìn cái mỏ nó vô chua thấy ghét chưa kìa. Ui, đi rồi. Nhìn thấy cái dáng người, cái cơ bắp của nó các bạn. Bự chưa kìa. Wow. Khá là bự luôn. Ui, còn thấy được con Betanolon đang đứng trên một cái xe tải kìa. Ui, mở cánh được luôn này. Ui, Lego chân thật chưa? Mở cánh được luôn này. Bay rồi này. Hay chưa kìa. Một bầy Betanolon đang bu vào cái con Spinosaurus rồi. Lùa Spinosaurus quay vòng vòng luôn. Đấy, quá dữ luôn. À, chúng ta có một con chú ngựa vàng này. Ôi, mô hình màu trắng rất đẹp luôn. Và dính cái lớp thì đen đen trên người kìa. Đấy, ở chung chuồng với những con linh dương luôn. Wow. Đấy, có vẻ như chúng ta đã bắt hết những con đồ chơi này lại rồi các bạn ơi. Rất là nhiều cái món đồ chơi khác nhau luôn. Đấy.